một cuộc họp quan trọng triển khai nhiệm vụ của tổ công tác chuyên trách chống hàng giả Bộ Công Thương. Khi lật lại các thông tin về kỳ án phân bón Thuận Phong, đã có những ý kiến trái ngược ngay từ phía các lãnh đạo của cục. Chúng ta cũng không can thiệp vào cái quá trình điều tra của cơ quan điều tra, thì đề nghị báo chí cũng không nên nêu cái quan điểm của đồng chí Trần Hùng thay mặt lãnh đạo cục về hai cái vụ việc đấy. Người ta chỉ có tội khi ra tòa, nhưng chúng ta quản lý nhà nước, chúng ta là cục quản lý thị trường, chúng ta phải có chính kiến đúng sai rõ ràng. Tôi chịu trách nhiệm về những cái gì tôi nói. Còn nếu như đồng chí nói là cục quản lý thị trường không có quan điểm, thế thì chúng ta đấu tranh chống tội phạm thế nào được? Cái gì đúng chúng ta phải nói đúng chứ, cái gì sai chúng ta nói sai, không có sợ né tránh cái gì cả. Tội phạm sai thì sai, thủ tướng nói sai, Bộ Tư pháp vừa mới khẳng định, Bộ Tư pháp to bằng mấy chúng ta chứ, khẳng định ba tội như thế mà lại cục quản lý thị trường chúng ta không có, để bảo không có chính kiến là thế nào? Một vụ việc tưởng chừng đơn giản đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. 3 năm dòng, nghị trường nhiều lần dậy sóng trước những chất vấn có liên quan đến cái tên Thuận Phong. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không nhớ là bao nhiêu lần tôi phát biểu trước Quốc hội, và cũng quá nhiều lần mà tôi phát biểu với báo chí về vụ việc này rồi. Mà cho đến bây giờ cũng không, vụ việc vẫn chưa đi đến cái hồi mà gọi là kết quả. Tức là công ty Thuận Phong vẫn chưa bị khởi tố. Mới đây, văn bản của Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ đã phân tích rõ các hành vi vi phạm trong vụ việc. Bộ Tư pháp khẳng định công ty Thuận Phong có hành vi sản xuất phân bón giả. Người ta đánh giá rằng vụ án này nó như một cái kỳ án. Mà khi nói đến kỳ án ấy, thì nó có cái gì đó bất bình thường. Có sự chậm trễ lâu trong suốt thời gian vừa qua. Đó là gì? Cái cách mà hiểu và áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Đồng Nai đang có những vấn đề chưa được thật sự minh định cho lắm trong trường hợp này. Đề nghị cơ quan điều tra phải làm rõ thêm một số chứng cứ nữa, chứ như thế này chưa ổn, mà theo cái thiên hướng như này là cũng càng không ổn. Mà nếu như từ sau này họp với ban điều chính quốc gia chính phủ, tôi bảo nếu như mà ở trong này thấy khó quá thì đề nghị là di lý lên trung ương này. Ngày 24 tháng 4 năm 2018 là tròn 3 năm cơ quan chức năng phát hiện vụ việc. Rất nhiều bộ ngành đã cùng vào cuộc, rất nhiều văn bản có liên quan được ban hành. Tuy nhiên, câu trả lời tường minh sau cuối để khép lại một kỳ án vẫn còn đang bỏ ngỏ.